Xin kính chào các bạn, quý vị. Chúng ta đang hướng đến một thế giới mà hoàn toàn loại bỏ đi dây nhợ. Nhìn cái bờ tường nhà mình treo toàn dây sạc, dây internet các thứ, nhìn phát gớm. Và đây, hôm nay mình sẽ trên tay và chia sẻ mọi người về bộ đôi sạc nhanh không dây của Samsung. Lưu ý thì Samsung có 3 sản phẩm sạc. Thứ nhất là sạc thường không dây, thứ hai là sạc nhanh không dây ở chế độ nằm, và thứ ba là dock đứng sạc nhanh không dây. Và bộ đôi này đã được cung cấp tại cửa hàng XT Mobile, hàng mới 100% với mức giá hết sức hợp lý. Và mình sẽ chia sẻ các bạn những lý do gì mà mọi người nên mua nó. Và sau đây intro xin được bắt đầu. Cái điểm đầu tiên là trong cái hộp của nó thì đóng rất gọn, chỉ có cục sạc có màu đen hoặc là màu trắng tùy theo mọi người mua. Chúng ta sẽ không có cáp và cũng như cục sạc, đương nhiên vì các bạn phải sử dụng cáp và sạc của máy Samsung, và cục sạc đấy phải là cục sạc nhanh chứ không phải là cục sạc thường đâu. Cái đế sạc sẽ được thiết kế như thế này. Ta sẽ có một cái mặt được làm chéo với một góc độ nhất định để đảm bảo điện thoại có thể đặt lên, làm sao mà người dùng vừa quan sát được máy mà vừa không làm cho nó bị rơi. Ở đây là một cái miếng cao su sẽ giúp cho cố định điện thoại tốt hơn. Và bên dưới này sẽ có cái cổng sạc micro USB để cắm cục sạc chúng ta vào. Và đây là thiết bị sử dụng chuẩn sạc là Qi. Nó đọc tiếng Việt gọi là QI, như các bạn hay nhìn thấy icon. Thì cái chuẩn sạc này hỗ trợ phải đến 96% điện thoại trên thế giới. Không chỉ riêng Samsung, các bạn sử dụng như là Sony, Lumia vân vân đều có thể sử dụng được cái sạc không dây này. Mặt trước của chúng ta thì với phiên bản màu trắng thì sẽ hơi giống với màu Galaxy S6, trắng xung quanh và bên trong sẽ hơi chuyển sang màu vàng nhẹ. Với phiên bản màu đen thì chuyển sang màu xanh đen chứ không phải là chỉ đen tuyền. Ở đây thì mình đã thử sử dụng với chiếc Galaxy Note 5. Khi mà sử dụng sạc dây bình thường thì mất 1 tiếng 12 phút để sạc từ 15% lên 100%. Và khi chuyển sang sạc bằng cái thiết bị đế dựng này thì chỉ mất có 1 tiếng 37 phút. Như vậy là thời gian chênh nhau chỉ rơi vào khoảng 25 cho đến 30 phút mà thôi. Như thế là không quá lâu, đặc biệt khi các bạn sử dụng sạc không dây. Sạc không dây có lợi thế thứ nhất là mọi người sẽ không cần phải cắm sạc nhiều, sợ là bị hỏng dây sạc hay là các bạn sợ là ảnh hưởng đến cái cổng sạc này. Đây là đế đứng, không phải là cái loại nằm. Thì loại nằm rất dễ bị rớt ra bên ngoài khi vô tình đụng phải. Nhưng cái này các bạn sẽ luôn để trên bàn làm việc. Nó sẽ khi có thông báo tin nhắn cuộc gọi, màn hình sẽ hiển thị rất dễ để quan sát biết được ai gọi điện cho chúng ta. Thứ ba là có thể sử dụng nó như là một đế dựng để ta thể xem phim, hay là chúng ta khi mà rảnh tay chúng ta để nguyên đấy cũng được, rất là tuyệt vời. Đế này được thiết kế để phù hợp với rất nhiều loại điện thoại khác nhau như Note 5, S6S Plus hay kể cả các sản phẩm của các nhà sản xuất khác. Và đây là bài trên tay và chia sẻ các bạn về cái đế sạc không dây. Đây là fast charge, không phải là loại sạc thường, là đế đứng không phải dạng nằm. Thì các bạn thể truy cập website của XT Mobile để mua, mình thấy giá bây giờ là quá rẻ và quá hợp lý để mua sử dụng. Có lẽ là với những ai đang sử dụng dòng Galaxy có cái công nghệ sạc nhanh này thì không nên bỏ qua. Đây là một cơ hội tuyệt vời sở hữu một cái phụ kiện cao cấp để phù hợp với đẳng cấp của chiếc điện thoại chúng ta. Hẹn lại anh em trong các video lần sau.